coi coi cái dĩa thịt nướng rất là đẹp chứ các bạn. Ăn nhiều quá. Chị Năm á, chỉ làm mà chị cắt mỏng mà chị ướp nhìn khéo sợ không? Nhìn quay gần lại để cho các bạn thèm chảy nước miếng chơi ha. Chị Năm nói mắc cỡ chứ. Chị Năm nói cái gì cũng khen chị chứ mắc cỡ chứ. Em nấu em chiều em lên em làm cho ông thay cho mặn lên lên tối. Chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục ăn nữa. Hôm bữa là ăn hàu, hôm nay là làm bún thịt nướng. Coi đó nhìn ngon không? Đây là chị Năm làm. Đầu bếp là chị Năm. Khó quá ha. Nó nhiễu thôi, nó nhiễu. Này làm giống bán ghê á. Mốt mở tiệm mẹ. Mở tiệm bán bún Việt Nam. Mở tiệm bún Việt Nam đây. Ở đây có phở Việt Nam rồi. Bây giờ mình bún Việt Nam. Trời ơi, bà giờ ở mới vô bà chém mình á. Giật mối của bà. Mình bán món khác mà. Cái đầu đằng đầu này nè. Em cũng không biết làm sao nữa. Ừ, ở quá mình cọc luôn. Đại ca kìa, đại ca cắt cỏ xong đại ca mệt, đại ca xuống dưới gốc lê, đại ca ngồi luôn. Ủa, uống cà phê chứ không có uống bia hả anh Thắng? Em sẽ uống bia, rồi uống cà phê. Thôi, bia uống qua quá thằng câu rồi. Hồi tối nhậu dữ lắm hả? Ờ, không cho uống nữa. Xỉn, xỉn. Bây giờ là ăn. Hèn chí mặt rồi. Giờ đây còn nhìn thấy ngu nữa đó. Ăn xong rồi chiều đi, đi Phật Tinh Lê chơi đi. Đi biển chơi. Đi biển hả? Ok. Kevin không đi, chị chở em đi nha. Kevin ở nhà làm công chuyện. Bữa nay Kevin giỏi lắm. Kevin không có đi chơi, để ở nhà làm công chuyện nhà. Chồng gương mẫu á. Biết chính đây. Chín ở đây nè. Thì đó biết chín đó, còn cái này cũng chín mà, cũng cái này là chánh chứ không phải là chín mà chín ra. Cái này là chánh mà chín ra. Đó, chín đó. Trời ơi, nó biết chín mắc cỡ quá. Thôi là ăn miếng. Ủa, vậy bên này cũng không có được, có hai đứa này cũng đâu phần nít nữa đâu. Còn nhiêu con mình đâu nó đi chơi hết rồi, nó không qua. Nó đi coi phim với bạn rồi. Ông không kêu ha. À, cái đó là chị đó sai đó chứ không phải là em sai nha. Chị đó sai nha. Qua không nói là... chị thôi, giờ ghẹo không cho nói mới được. Đứng trốn trong nhà sợ ra đau bị đen hay sao. Thôi em cất, em lấy đâu. Không, em lấy đâu cất tiền. Ủa cái miếng nha, cái... Ủa chị Lon, cái thịt bò này không có bỏ gì lên hết đó hả? Anh cho để thằng kia vô cái. Ủa, tại sao em lấy thịt? Hai hot boy. Thì để đi. Con. Đây là chai này á, là ế nè các bạn, không biết có ai mà có con gái không ha. Giới thiệu cho cháu cháu đi. Đưa cho Thắng đi con. Đưa cho Thắng đi. Bây giờ không có bộ gì chưa. Tuổi con lo. Randy. Em đâu? Em đi cho pin rồi. Ờ. Cô Liên nói là con là bị ế rồi, con không có girlfriend. Ồ, bom cơ cô. Anh Thắng, bye. Bay. Bay. Không biết. Không. Bay. Cái đó nó bay. Bánh này là kia bánh gì chị Năm hả? Bánh bông. Bánh bông. Đại bánh bông rồi. Kêu chén gì chị lâu quá rồi. Cái một bịch vậy chị Lan, cái 7 đồng 8 mấy à chị Lan. Bịch gì Diệu? Giấy. Ôi mua giấy nó xài được rồi. Ồ mua giấy đem đi camping á hả? Không, giấy xài. Camping đi chung. Vậy cái thịt chị ớt chưa? Dạng lát nữa, vậy em cầm qua bển đi em đang. Nóng á. Bắt không có quen á. Ủa chị Lon, thịt bò mình không có chế cái gì lên hết hả chị Lon? Chị đang nói thổi. Để chị chấm muối ớt chanh á hả chị? Không có, chấm nước tương dầm mà lát mà nó cần chín mình rắc tiêu lên. Dạ. Cái mình chấm nước tương ớt cho ăn ngon lắm. Vậy đó. Bữa chị ăn đó, chị với hai chồng Thành. Ồ vậy đó hả? Ngon lắm chị, trời ăn đi, không biết ai ăn sao. Kiểu này giống như mình kêu bằng nướng mồi á phải không? Phải nướng mồi không? Chắc vậy. Ờ. Em thường thường là em bỏ gia vị lên. Đây. Nướng thêm nữa nè các bạn. Gia đình này á ít ăn lắm nhưng mà nhờ cái mạnh nuốt. Đây làm bún thịt nướng vô tô. Nè, ấy này nguyên cục thịt bự bự nó mới dễ á. Cắt nó nhỏ. Không được thì lấy muỗng múc. Cắt dụng lấy muỗng múc. Ủa rau thơm đâu chị có anh chị Lon? Đó.
Ờ chị hái ngoài vườn á hả? Ừ. Có ngoài vườn một phần với lại ở chỗ gì đó, ở bữa bé Hiền đem về còn dư. Bé Hiền thịt quá, bé Hiền nó bay mà nó còn mà còn trồng rau ăn, còn hái người Việt mà không trồng rau ăn. Trời ơi. Ba sau chứ được 2 tô đi chị. À, chị của mình á là không thích ăn rau mà cũng không thích ăn trái cây nữa mà sao mà cái da mặt vẫn đẹp. Trời ơi, còn mình á ăn giống như là châu bò luôn vậy đó mà hả. Nè con qua đây ăn đi, để này nhiều người không thích ăn rau rồi nó không trồng rau luôn nữa. Bé Hiền nó chiều có đi nó cũng không có ăn gì, nó nói cái đó ăn hết rồi. À, bé Hiền làm cái gì cho em chưa chị? Okay. À, bún ở nhà làm thịt nữa, tại vì rau đất lên rồi ảnh giảm cân mà nó còn cỏ ở dưới này giá mà giá với dưa chuột. Anh này anh giảm cân, anh uống nhiều hơn là anh ăn. Ăn đại khái thôi, bữa nay không có uống. Bây giờ chút xíu là đi bờ hồ chơi nữa, đi biển. Ủa? Chứ hả? Ờ đi nước ngọt. Trời chị Lâm chưa biết có sân thì ngoài đó cũng đẹp mà. Đi tới đó ăn kem á, hắn ngoài đó có kem. Ngon, ngoài đó có cá fish and chip. Ừ, fish ngoài đó cũng ngon. Nghe nghe mặt biển luôn. Cá chiên. Cá chiên á chị, cá chiên bột á chị. Ở ngoài đó là nổi tiếng thì cái đó. Không biết là giá hơn mắc giống như vậy hay sao mình không biết. Ủa rẻ hơn kìa, hỏi mình có ăn rồi đó em. Dở hơn ở dưới rồi. Thì đó mình ăn gì ha. Cho nên mình không biết giấm của bán chưa, giấm thịt nướng bán chưa. Ăn nữa không đi nè. Bây giờ là cuộc chiến chanh đã tàn rồi. Để chị vô đây là cho Diệu làm cho tất cả sạch sẽ. Ai ngâm trước đi em ấy chứ. Còn cái này là mình dở về nhà ăn xong rồi còn tả báo nè các bạn. Tại vì Kevin không qua phải tả báo thì Kevin ăn. Tả báo là tiếng Việt này, tiếng Anh người ta. Tiếng tàu. Tả báo nữa. Biết chị ăn. Ăn cái kiểu này đi chắc trúng quánh quá, ăn xong mà còn đem về nữa. Tại dạo. Đó, giờ ăn xong rồi giờ làm đẹp. Thấy sung sướng không? Mới bầm thịt xong. Chờ có máu okay, có đổ máu làm tiết canh. Tại chuyên nghiệp mà đâu có đổ máu được. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.